chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bị nghi ngờ bắt trộm gà, người em trai tưới xăng đốt chị. Vụ việc xảy ra tại thôn Giang Điền, xã Iaput, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của khán giả Nguyễn Gia Huy có số điện thoại 0976 và số cuối 245. Phát hiện người đàn ông ngoại quốc tử vong trong tư thế treo cổ tại một căn nhà 3 tầng cho thuê trên đường Lương Định Của, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Gia Khiêm từ số điện thoại 0978 3 số cuối 458. Va chạm giao thông giữa hai xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 10 tháng 2 khiến 3 người nguy kịch. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 và số cuối 907. Cùng tham dự lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống tại xã Ia Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, qua chia sẻ của khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0902 và số cuối 293. Những chiếc thuyền cập bến với đầy ắp cá cháo trong chuyến ra khơi đầu xuân trong không khí hứa hẹn một năm đánh bắt cá thuận lợi của ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mà còn cho thấy nguồn lợi hải sản ven bờ đang phục hồi. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào ngày 10 tháng 2, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, trú tại thôn Giang Điển, xã Iaput, huyện Krông Năng, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo tìm hiểu của khán giả Nguyễn Gia Huy, từ số điện thoại 0976 và số cuối 245, thì trước đó, do bị nghi ngờ ăn trộm gà, Quân đã dùng xăng đốt chị gái, nhưng bất thành. Trước đó vào ngày 8 tháng 2, Nguyễn Văn Quân và chị gái là Nguyễn Thị Phương Hà, sinh năm 1973, trú cùng thôn, có nhiều mâu thuẫn với nhau. Do nhà bị mất gà nên chị Hà nghi ngờ Quân bắt trộm, hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau đó Quân bỏ về nhà, lấy một chai nhựa đựng khoảng 1 lít xăng, một bật lửa, một con dao dựa, qua sân nhà chị Hà với mục đích đốt chị. Tại đây, Quân tưới xăng ướt người chị Hà, rồi lăm lăm con dao dọa giết. Thế vậy, chị Hà liền dùng dao dựa vùng chém lại nhưng không trúng. Sau đó, Quân dùng bật lửa đốt cháy chai xăng đang cầm, ném về phía chị Hà, nhưng chị tránh được, rồi bỏ chạy vào trong nhà. Không dừng lại, Quân tiếp tục dùng dao chặt cắt xong cửa sổ, cầm chai xăng đang cháy ném vào chị Hà, nhưng không trúng. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, rồi bắt khẩn cấp Quân. Hiện vụ việc đang được công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Quân trước pháp luật. Trước ngày 11 tháng 2, Công an quận 2 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông nước ngoài tử vong xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khi phá cửa bước vào bên trong căn nhà trên địa bàn quận 2, chủ nhà đã phát hiện người đàn ông 61 tuổi, quốc tịch Pháp, đã tử vong trên tầng 3 trong tư thế treo cổ. Thông tin này đã được khán giả Gia Khiêm có số điện thoại 0978 3 số cuối 458 cung cấp cho chương trình. Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 11 tháng 2, tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 280 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là ông Deprat Yves Gaston, 61 tuổi, quốc tịch Pháp, người thuê căn nhà trên. Vào sáng cùng ngày, ông Ninh Viết Khanh, chủ nhà cùng nhân viên của một văn phòng luật sư, đến tìm ông Gaston để nói chuyện. Gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy trả lời.
chủ nhà cùng bảo vệ dân phố đã phá cửa vào bên trong kiểm tra. Khi cánh cửa mở ra, họ ngửi thấy mùi tử khí nên chia nhau đi tìm. Khi lên tầng 3, mọi người tá hỏa khi phát hiện người đàn ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang phân hủy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Công an quận 2 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin mà khán giả Gia Khiêm cung cấp, ông Diapat Yves Garten đã thuê căn nhà 3 tầng tại hẻm 280 đường Lương Định Của từ năm 2011 để mở công ty kinh doanh và sinh sống. Thời gian gần đây, ông Garten không có tiền nhà. Khi chủ nhà cùng luật sư đến đòi lại nhà thì phát hiện sự việc trên. Trước đó, người thân và đối tác nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với nạn nhân. Tối ngày 10 tháng 2 trên đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Hồ Chí Minh, một cô gái điều khiển xe tay ga chạy quá tốc độ, không làm chủ được tốc độ lấn sang làn đường ngược lại đã tông vào một xe máy khác. Theo phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907 thì vụ tai nạn đã khiến 3 người nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cô gái điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59Z1-11518 lưu thông trên đường Tôn Thất Thuyết, hướng từ đường Nguyễn Tất Thành về đường Nguyễn Khoái với tốc độ cao. Khi đến số nhà 226 Tôn Thất Thuyết thì bất ngờ lấn sang làn đường ngược lại và tông vào xe máy biển kiểm soát 53Z1-8171 do một thanh niên điều khiển chở theo vợ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến 3 người văng ra đường, chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Trong đó, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng, nguy kịch. Tại hiện trường, cả hai xe máy đều vỡ nát phần đầu xe và bên hông. Nhiều mảnh vỡ, đồ đạc cá nhân văng tung tóe ra đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 4 có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 20 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết. Một vụ va chạm giao thông khác đã được ghi nhận vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 2 trên đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, giữa một xe máy và một xe ô tô 7 chỗ. Khán giả Hoàng Oanh từ số điện thoại 0988 và số cuối 969 cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 72A-16524 lưu thông trên đường Mai Chí Thọ hướng từ hầm Thủ Thêm về đường cầu vượt Cát Lái. Khi xe lưu thông đến giao lộ Trần Não, Mai Chí Thọ, tài xế rẽ sang đường thì bất ngờ tông mạnh vào xe tay ga mang biển kiểm soát 66F105423 do một người phụ nữ điều khiển chở sau phía sau một bé gái khoảng 3 tuổi cùng một người phụ nữ khác. Cú va chạm khiến bé gái bị chấn thương, hai người khác bị thương nhẹ, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Tiếp theo sẽ là một số tin được khán giả Nguyễn Quang Trung có số điện thoại 0989 3 số cuối 394 cung cấp cho chương trình. Anh Trung cho biết, khi lưu thông trên quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dương, anh Trung đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một chiếc taxi chở quá số người quy định. Chiếc xe này đã mở nắp cốp để người ngồi vào trong. Hình ảnh này được khán giả Quang Trung ghi lại vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 2 trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng Hà Thành chở khoảng 8 người trên xe. Do xe quá chật nên tài xế đã mở cốp để hai người đàn ông phía sau bám vào ghế. Dù chở quá số người quy định nhưng lại đi với tốc độ khá cao, khoảng 70 km/h.
Nhìn hình ảnh trên, nhiều người không khỏi hốt hoảng bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là đối với hai người phía sau xe. Gửi clip đến chương trình, anh Trung hy vọng đây sẽ là bằng chứng để lực lượng chức năng tiến hành phạt nguội đối với tài xế vi phạm, là bài học răn đe những trường hợp khác. Sáng 11 tháng 2, tức rằm tháng Giêng âm lịch, đông đảo du khách thập phương từ các nơi đã đổ về quán âm Phật Đài, tọa lạc tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, dâng lễ Phật Bà Nam Hải để cầu may mắn, bình an cho một năm mới. Khán giả Nguyên Khang có số điện thoại 0904 3 số cuối 139 cho biết, càng về trưa, lượng người đổ về đây càng đông. Ghi nhận vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, đoạn đường từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến quán âm Phật Đài tấp nập phương tiện qua lại. Dòng phương tiện nối đuôi nhau. Trong đó không chỉ riêng người dân Bạc Liêu mà còn có rất nhiều ô tô, xe máy mang biển số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về đây. Tại khu vực cổng Tam Quan, nơi dẫn vào khu tượng bà, không khí trở nên náo nhiệt khi có hàng nghìn người chen chân vào để viếng. Ngay sát khu tượng bà, cao hơn 11 mét nhìn ra phía biển, có hàng trăm người cố chen chân để được dâng hương, dâng đồ cúng. Trong khi đó, nhiều người cố gắng đến bên tượng Phật Bà để chạm tay vào đài sen với mong muốn được may mắn. Đến khoảng 12 giờ chiều cùng ngày, trời ngày càng nắng gay gắt nhưng dòng người từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến quán âm Phật Đài vẫn nối dài. Theo người dân địa phương, đây là một trong những thời điểm mà lượng người đổ về cúng Phật Bà Nam Hải đông nhất năm. Hàng năm cứ vào dịp rằm tháng Giêng, tại xã Ia Tam, huyện Krom Năng, tỉnh Đắk Lắk lại diễn ra lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc vào đây sinh sống. Theo khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0902 3 số cuối 293 thì lễ hội này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần lưu giữ và phát huy văn hóa các dân tộc. Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp rằm tháng Giêng, bà con trong tỉnh Đắk Lắk lại kéo nhau về xã Ea Tam, huyện Krom Năng để tham dự lễ hội dân gian văn hóa Tây Bắc với khoảng 81% dân số là người dân tộc Tày Nùng. Ea Tam được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ trên vùng đất Tây Nguyên, nơi hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Từ sáng sớm ngày 14 tháng Giêng, khắp các nẻo đường quê đã rộn ràng, rực rỡ đủ các màu sắc trang phục của người dân, du khách về dự hội. Đây là năm thứ ba diễn ra lễ hội, nhưng là năm đầu tiên do chính xã Ea Tam tổ chức. Lễ hội được mở đầu với hội Nàng Hai, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, mang ý nghĩa tâm linh của đồng bào dân tộc Tày. Trong đêm lễ hội tiếp theo vào ngày 14 và 15 âm lịch, bà con cùng du khách thưởng thức những tiết mục văn nghệ dân gian với múa, hát dân ca, hát then, đàn tính, khèn, mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc, được trình diễn bởi các nghệ nhân của 6 đoàn nghệ thuật không chuyên đến từ các huyện trong tỉnh. Hội thi ẩm thực với những món ăn đặc trưng như bánh cho, bánh trời, bánh dày cũng là một trong những khu vực thu hút đông đảo người xem, thưởng thức.
theo chia sẻ của khán giả Thanh Hải, đồng bào Tây Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp rất đông và sống rải rác ở các năm tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nhưng tổ chức lễ hội theo bản sắc văn hóa đặc trưng Tây Bắc thì chỉ có duy nhất ở Ia Tam là có quy mô, bởi Ia Tam được ví như Tây Bắc thu nhỏ, nơi hội tụ rất nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Khán giả Thanh Hải cũng cho biết thêm, với những hoạt động đa sắc màu văn hóa, lễ hội dân gian văn hóa Tây Bắc đã góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số phía Bắc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần tín ngưỡng, tâm linh của bà con. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh được đưa vào lễ hội góp phần tạo dựng diện mạo đời sống, văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, làm nền tảng cho việc thu hút, phát triển văn hóa, du lịch ở địa phương. Xa khơi trong những ngày đầu năm và trúng đậm vụ cá cháo đã tạo nên niềm phấn khởi động lực để bà con ngư dân vùng bãi ngang Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiếp tục bám biển, hy vọng một năm bội thu. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, có số điện thoại 0979 3 số cuối 687, thì đây còn là tín hiệu cho thấy miền biển Trung đang dần phục hồi. Cứ mỗi khi trời mù sương, biển lặng sóng là bà con ngư dân huyện Kỳ Anh lại dòng thuyền đi đánh bắt cá cháo. Đa phần các thuyền nhỏ khai thác ven bờ, kể cả những thuyền nan được dùng để đánh bắt loại cá này. Chỉ sau vài tiếng ra khơi, nhiều ngư dân đã đánh bắt được hàng chục kg cá cháo. Cá bắt được nhanh chóng chuyển vào bờ để bán cho được giá. Tại các chợ đầu mối, cá được bán với giá từ 40 đến 45.000 đồng một cân. Sau khi trừ chi phí, cũng mang lại thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, trước đây mỗi kg cá cháo được thương lái thu mua với giá từ 70 cho đến 80.000 đồng, nhưng giờ giá giảm, bình quân chỉ 45 cho đến 50.000 đồng một kg. Tuy giá cả có giảm sút, nhưng bà con ngư dân vẫn vui vì nguồn lợi hải sản ven bờ đang có dấu hiệu hồi phục. Người dân đã bắt đầu yên tâm ăn hải sản đánh bắt từ miền Trung. Vì vậy, khi trời yên, bể lặng, bà con ngư dân vùng bãi ngang huyện Kỳ Anh lại bám biển vươn khơi, mang về thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây. Được biết, người dân rất phấn khởi vì theo quan niệm của những người đi biển, chuyến ra khơi đầu năm được mùa thì cả năm sẽ ăn khấm khá, thuận buồm, xuôi gió. Cũng giống như ngư dân Hà Tĩnh, ngay sau Tết âm lịch, các ghe thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân Khánh Hòa tất bật bước vào vụ mùa ruốc. Khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914 cho biết, biển đã không phụ lòng người khi năng suất đánh bắt cá của người dân bà con đều được nâng cao. Trong những ngày đầu xuân năm mới này, ngư dân xã Phước Đồng, Nha Trang đang rất vui mừng phấn khởi khi được mùa ruốc. Năm nay, con ruốc xuất hiện sớm hơn mọi năm và sản lượng cũng khá lớn. Vùng biển Khánh Hòa được mùa ruốc nên rất nhiều ghe, tàu ở các địa phương khác tràn về cùng đánh bắt. Những ngày xuất hiện lượng ruốc nhiều, trung bình mỗi ghe khai thác được từ 1 đến 2 tấn ruốc tươi. Hiện giá ruốc khô được các thương lái, doanh nghiệp thu mua từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng một cân. So với cùng kỳ năm ngoái cao hơn nên ngư dân rất phấn khởi, an tâm bám biển. Theo chia sẻ của khán giả Trần Nghi, do con ruốc khai thác trong tự nhiên ở các cửa biển luôn có hình dáng bóng, đẹp và sạch, được nhiều nước ưa chuộng, tiêu thụ mạnh. Vì vậy, việc xuất khẩu ra các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan hay Malaysia cũng thuận lợi hơn. Được biết, sau khi thu mua ruốc khô trong dân thì các doanh nghiệp sẽ thuê mướn công nhân phân cỡ và loại các tạp chất sơ chế chế biến ra nhiều mặt hàng như ruốc khô, ruốc muối hoặc ruốc sấy. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay.
Ngày 10 tháng 2, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, ngụ thôn Giang Điền, xã Ea Púc, huyện Krông Năng để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, do bị chị gái nghi ngờ ăn trộm gà, Quân dùng xăng đốt chị gái nhưng không thành. Thông tin và hình ảnh được khán giả Nguyễn Gia Huy từ số điện thoại 0976 và 3 số cuối là 245 cung cấp. Trưa ngày 11 tháng 2, khi phá cửa bước vào bên trong căn nhà 3 tầng đang cho thuê trong hẻm 280 đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhà phát hiện người đàn ông 61 tuổi, quốc tịch Pháp đã tử vong trong tư thế treo cổ. Tử thi đang trong quá trình phân hủy. Được biết, nạn nhân đã thuê căn nhà này từ cách đây 5 năm để kinh doanh và sinh sống. Phản ánh của khán giả Gia Khiêm từ số điện thoại 0978 và 3 số cuối là 458. Một vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy xảy ra trên đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 10 tháng 2. Cô gái điều khiển xe tay ga chạy tốc độ cao do không làm chủ được tốc độ, lấn sang làn đường ngược lại đã tông vào một xe máy khác khiến ba người nguy kịch. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 và 3 số cuối là 907. Tối ngày 10 tháng 2, khi lưu thông trên quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Dương, khán giả Nguyễn Quang Trung từ số điện thoại 0989 và 3 số cuối là 394 đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một chiếc xe taxi chở quá số người quy định. Do xe quá chật nên tài xế đã cho mở cốp để hai người đàn ông phía sau bám vào ghế. Sáng ngày 11 tháng 2, tức ngày rằm tháng giêng âm lịch, đông đảo du khách thập phương từ các nơi đổ về quán âm Phật Đài, tọa lạc tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, dâng lễ lên Phật Bà Nam Hải. Nhiều người còn cố gắng đến bên tượng Phật Bà để chạm tay vào đài sen với mong muốn được may mắn, bình an trong năm mới. Chia sẻ của khán giả Nguyên Khang từ số điện thoại 0904 và 3 số cuối là 139. Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp rằm tháng giêng, bà con trong tỉnh Đắk Lắk lại kéo nhau về xã Ea Tam, huyện Krông Năng để tham dự lễ hội dân gian văn hóa Tây Bắc. Việc tổ chức các lễ hội của các dân tộc phía Bắc trên mảnh đất Tây Nguyên đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục, khuyến khích người dân biết trân trọng, tự hào và giữ gìn những nét đẹp văn hóa vốn có của dân tộc. Chia sẻ của khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0902 và 3 số cuối là 293. Ra khơi dịp đầu xuân, ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trúng đậm vụ cá cháo. Việc này không chỉ hứa hẹn một năm đánh bắt thuận lợi cho ngư dân mà còn cho thấy nguồn lợi hải sản ven bờ đang phục hồi. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 và 3 số cuối là 687. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được lựa chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD9 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.